xem cái đoạn video độc đáo này thì các bạn có đoán được thiết bị nào quay được cái đoạn video này hay không thì các bạn hãy comment phía bên dưới video ha. Và chúng ta sẽ đến với cái nội dung của video ngày hôm nay, đó chính là cái tính năng quay video cực kỳ độc trên các thiết bị LG. Đây là một đoạn video được quay bằng cách kết hợp giữa hai camera, camera góc thường và camera góc siêu rộng 135 độ của LG G5 để cho ra cái hiện tượng video độc đáo như thế này. Từ khi LG G4 ra mắt thì camera của LG đã có thể xếp ngang hàng với các hãng smartphone về cái lĩnh vực chụp ảnh và quay video. Và đến khi LG G5 ra mắt thì nó cũng kế thừa cái đó và nó còn kèm thêm là ống kính góc rộng 135 độ ha. Đến thời điểm hiện tại có thể xem đây là cái ống kính góc rộng nhất trong thế giới smartphone. Tại vì hiện tại các hãng đều đa số là áp dụng những cái góc rộng khoảng chừng 120 mấy độ thôi, ngang ngang với mắt người thôi. Nếu như bạn đang sử dụng các thiết bị của LG, các bạn có thể vào cái chế độ pop out này ha, thì nó sẽ kết hợp giữa ống kính bình thường và ống kính góc rộng, và khi đó nó sẽ chồng hai cái ảnh lên đây đó, thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng chụp hình hoặc là quay video rất độc đáo và có thể áp dụng các kiểu khác nhau, ví dụ như là mắt cá nè, rồi trắng đen nè và đủ thứ ha. Các bạn có tùy theo cái sở thích và các bạn có thể tận dụng cái tính năng này để sáng tạo ra những cái ảnh chụp và cái video khó đụng hàng để đăng lên mạng xã hội. Trong khi chụp thì ống kính góc rộng sẽ giữ nguyên và cái ống kính bình thường chúng ta có thể zoom lên. Đó, các bạn có thể zoom cái bông hoa này lên cực kỳ sắc nét ha. Và với cái hiệu ứng góc rộng thì nó sẽ làm nổi bật cái tấm hình lên rất là nhiều luôn. Ở đây thì mình đang để ở cái chế độ mắt cá nha. Các bạn có thể chọn 4 chế độ cùng một lúc, hoặc là chọn 1, 2, hoặc 2, hoặc 3, hoặc là tắt hết tất cả. Rồi có thể quay video hoặc là chụp ảnh, và những cái video và những cái tấm ảnh chụp bằng chế độ này các bạn có thể xem thêm ở cái phần sau của đoạn video này nha. Đó, các bạn có thể thấy là nó rất là rõ, thấy từng con kiến ha, và nó tạo nên một cái hiệu ứng rất là đẹp. Tương tự như cái cách mà các bạn thấy trong cái video đầu tiên mà mình để cho các bạn xem á, các bạn có thể áp dụng để quay các cái cảnh vật hoặc là con người. Mà nếu như các bạn đang sử dụng những cái smartphone thuộc hãng khác ngoài LG và gần như không có một cái phần mềm thứ ba nào có thể tạo được những cái hiệu ứng tương tự như vậy nha. Ngoài ra khi mà các bạn sổ xuống á, chúng ta sẽ còn nhiều cái chế độ khác nhau chứ không phải là cái hình chữ nhật như thế này. Các bạn có thể chọn là cái hình tròn nè, rồi hình lục giác nè, đó, tạo cái hiệu ứng camera góc thường á, thành nhiều cái hiệu ứng khác nhau. Để bây giờ mình sẽ thử chọn cái hiệu ứng lục giác nha. Tùy theo những cái trường hợp chụp mà các bạn có thể tận dụng các cái hiệu ứng này để làm cho những cái bức ảnh của chúng ta rất là độc đáo. Đó, đây là cái hiệu ứng lục giác. Để chọn thử cái hiệu ứng khác nha, nó sẽ có cái hiệu ứng hình chữ nhật dài ra giống như là chia làm 3 phần của cái khung hình và những cái ô vuông này nữa nha. Nhưng mà mình cảm giác thích nhất là cái hiệu ứng hình tròn hoặc là hình vuông ở giữa vậy. Và đặc biệt trong những cái trường hợp mà chụp macro bông hoa như thế này thì nó tạo nên một cái hiệu ứng tưởng tượng như chúng ta đang dùng cái kính lúp để phóng to cái vật thể lên. Ngoài ra trong những cái trường hợp đi biển, đi du lịch đó, có thể tận dụng những cái hiệu ứng này của camera để tạo nên những cái bức ảnh và những cái video. Mình sẽ để một số ảnh ở phần sau của video các bạn có thể tham khảo. Như ở đây mình zoom lên có thể thấy rõ con kiến đang bò trên cái bông hoa luôn nha. Nhắc lại một chút về cái hệ thống camera của LG G5 thì nó trang bị camera kép, và nó chính là chiếc smartphone có camera kép phía sau đầu tiên trang bị camera góc siêu rộng, và từ đó thì đặt cái nền móng cho cái tất cả những cái smartphone hiện tại đều trang bị camera góc rộng như hiện nay. Camera chính của nó có độ phân giải là 16 megapixel và cái camera góc siêu rộng của nó có độ phân giải chính xác là 8,1 megapixel, cho nên là cái camera góc siêu rộng của nó có khả năng quay video lên đến 4K ha. Các bạn có thể xem lại cái video đánh giá chi tiết chiếc LG G5 này nha. Và mình cũng có liệt kê là những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm của nó. Và ở thời điểm hiện tại các bạn có nên mua hay không thì các bạn có thể tham khảo lại cái video đó. Còn nếu như các bạn đang sở hữu trong tay những thiết bị LG G5 trở lên thì các bạn có thể tham khảo cái video này để có được những cái trải nghiệm về chụp ảnh và quay video rất là độc đáo này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái chế độ mà chụp ảnh thủ công với tùy chỉnh được rất là nhiều những cái thông số khác nha. Và chúng ta có thể quay video hoặc là chụp ảnh bằng 3 camera ha, camera selfie, camera góc siêu rộng và camera góc thường. Còn bây giờ chúng ta cùng xem lại những cái đoạn video mà chúng ta vừa quay lúc nãy nè. Đó, các bạn có thể thấy nè, rất là đẹp luôn. Đó, kiến bò ở trên cái nụ hoa được thể hiện rất là chi tiết luôn ha. Rất tiếc khi mà các bạn sử dụng cái chế độ này thì chúng ta sẽ chỉ áp dụng được với điều kiện ánh sáng đầy đủ thôi. Còn ban đêm thì nó sẽ không cho mở đèn LED khi các bạn chọn cái chế độ mà nhiều camera như thế này. Đó, các bạn có thể thấy nè, đó, như cái hiệu ứng góc rộng làm nền phía sau và cái bông hoa được mình zoom lên rất là rõ những cái con côn trùng luôn. Và nếu như smartphone của các bạn là sử dụng có những cái tính năng độc đáo nào thì các bạn hãy chia sẻ phía bên dưới video.
Mỗi hãng sản xuất điện thoại Android sẽ tùy chỉnh một cái giao diện riêng, một cái khả năng chụp ảnh và quay video riêng rất là độc đáo. Những cái đặc sản riêng đó sẽ khó tìm được ở các cái ứng dụng thứ ba, và LG không còn sản xuất smartphone nữa. Thực sự rất là đáng tiếc nha. Và các bạn nghĩ sao về cái khả năng chụp ảnh và quay video độc đáo này thì các bạn hãy comment phía bên dưới video. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.